tên là Nguyễn Văn Bình, quê ở xã Thụy Duyên, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Hiện đang là giáo viên bộ môn giáo dục công dân tại trường trung học cơ sở xã Thụy Phong, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Thế thì tôi bị mắc cái bệnh hen phế quản là cách đây 8 năm rồi. Vâng. Thế thì lúc đầu thì tôi cũng không hề biết là tôi bị bệnh hen phế quản. Vâng. Bởi vì cũng tình cờ cái năm đó là và cũng vào cái dịp mùa hè, cuối mùa hè bắt đầu chuyển sang thu. Vâng. Thì là tôi và đấy nó cũng trời thời tiết rất là nóng. Thế mà tôi dùng cái quả rất mạnh, thế là tôi nghĩ là lúc đầu nghĩ là thôi thì nó nóng thì quạt mạnh đi cho nó mát rồi là ngủ rồi buồn buồn rồi dậy tắt đi, nhưng mà ai dè thì đến sáng sau là bắt đầu từ đó là tôi mắc bệnh luôn. Yeah. Sáng dậy được là tôi cảm thấy khó thở. Thế thì lúc đầu tôi có đi khám ở bệnh viện tuyến huyện thôi, bệnh viện Thái Thụy thôi. Đấy, bệnh viện đã qua bệnh Thái Thụy thì người ta chỉ nói là tôi bị viêm phế quản cấp, mà người ta điều trị cho tôi trong khoảng 10 ngày thì là nó khỏi. Nhưng mà sau đó đúng một năm sau cũng vào cái dịp đó đấy, thì nó lại tiếp tục nó mắc lại. Vâng. Mắc lại. Thế thì tôi bảo chắc là nó do thời tiết này, hoặc là những mình có chút tuổi rồi, cho nên là tôi nghĩ là như vậy, nên có khả năng là do mình năm trước mình chữa nó chưa dứt điểm. Vâng. Nên là tôi lại tiếp tục xuống bệnh viện điều trị, thì là nó lại khoảng 10 ngày nữa, hơn 10 ngày sau lại khỏi, nên là tôi lại về công tác bình thường. Vâng. Nhưng sau đó cứ năm nào cũng vậy, cho đến năm 2016 thì là tôi thấy nó tình trạng nó bệnh nó cứ năm nào cũng tái diễn như thế, cho nên là tôi bắt buộc phải đi lên tuyến trên. Được. Để khám và điều trị cho rất nhiều. Thế thì tôi lên tuyến trên thì đầu tiên là tôi mới điều trị ở bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình. Được. Sau đó là cũng không khỏi, và sau đó tôi lên bệnh viện Bạch Mai. Được. Và làm điều trị ở bệnh viện Bạch Mai 20 ngày. Thế nhưng mà sau khi về đến bệnh viện Thái Bình rồi ấy, thì là tôi mới biết được là mình bị mắc cái bệnh hen phế quản. Được. Mãn tính. Đấy. Và chính xác hơn là theo như di truyền của gia đình tôi thì là gia đình tôi có cái gen di truyền từ ông ngoại. Vâng. Từ ông ngoại. Vâng. Sau đó chuyển cho mẹ tôi. Vâng. Rồi đến chúng tôi hiện tại bây giờ thì gia đình tôi có hai người. Vâng. Tôi và chị. Và chị gái tôi. Vâng. Đều mắc cái bệnh này. Vâng. Thế và đặc biệt đến năm 2018 thì là tôi lúc đầu tôi điều trị ở bên Bạch Mai thì là người ta nói là bác sĩ là ở trên Bạch Mai người ta nói là cái bệnh nào thì cái bệnh này thì chấp nhận sống chung với nó. Được. Và càng cao tuổi thì bệnh càng nặng. Được. Thế và là năm 2018 thì quả thật là tôi nặng vô cùng. Đấy. Và trong cái lần là bị mắc bệnh ấy thì là tôi phải nằm điều trị ở không kịp đi bệnh viện nữa, mà bị mắc ở nhà và coi là mất cả một tuần liền để có bác sĩ là ghế tận ngay bên cạnh. Cũng may là có thằng em nó làm để đi. Được. Thế là nó bị điều trị cho mình ở tại nhà. Được. Đấy. Và chủ yếu chỉ có mỗi cái khó thở thôi. Đấy thì và nó thật là trong một tuần đó là không đêm không ăn, những ngày không ngủ. Cứ đêm không ngủ, đêm không ngủ, xin lỗi, đêm không ngủ, ngày không ăn. Không ngồi đâu khó chịu nó. Ngồi đâu thì khó chịu nó. Và nó không cho thở. Và thở nó lên như mình cũng không nghĩ là mình thở nó to lên như thế. Bởi vì nó mới kéo lên cái cơn rít. Nghe như là cái tiếng quốc kêu. Rất là sợ. Đấy, và đặc biệt là vợ con thì không ngủ. Yeah. Ừ.
vợ con cũng lo lắng, chạy thuốc rồi chạy chữa đủ thứ rồi, là cứu tất cả, nhưng mà cuối cùng không được giải quyết được, chỉ có thuốc tây tiêm thì tạm thời là dứt điểm được một thời điểm ngắn, xong rồi đâu lại vào đó. Thế còn trước đây ấy, thì tôi có từng khi mà tôi mắc bệnh thì bác sĩ có hướng dẫn cho tôi là dùng cái viên tê để giãn phế quản mỗi khi nó lên cơn. Thì mỗi khi đó tôi chỉ một năm tôi chỉ mắc có lần thôi, cho nên là tôi chỉ mua ra hiệu thuốc, tôi mua hết từ hết dịp đó là tôi lại thôi, tôi không dùng nữa. Đấy. Thế nhưng mà đến năm 2018 rồi không thể chấp nhận được, nó khó chịu vô cùng và không có thuốc nào điều trị được. Thậm chí chị gái tôi ở ngoài cũng nên về đem về cho cả cái lọ xịt để giãn phế quản chị tôi thường dùng. Chị tôi nói là hiệu quả lắm nhưng mà cũng không giải quyết được cái cắt được cái cơ khó thở mà chỉ có bác sĩ tiêm với họ không đáp ứng được với thuốc xịt đấy. Dạ vâng. Thế mà trong cái quá trình cái dịp tháng 8 năm 2018 ấy, khi mắc bệnh nặng như thế tôi nghĩ tôi bảo bây giờ mà tây y mà không chữa được thì càng ngày bệnh càng nặng, mà trong đó mình đã được nghỉ hưu đâu, còn phải công tác, mà bây giờ càng bệnh càng nặng này thì làm sao được. Tôi với nghĩ bảo thôi còn nước còn tát, cứ lang thang trên mạng tìm xem, bởi vì là tôi nghĩ là công nghệ thông tin bây giờ nó rất là sẵn, cho nên là tôi lang thang trên mạng rất tìm. Vô tình thì tôi rõ là chữa bệnh hen phế quản, vô tình tôi gặp được khi cổ phần thực phẩm VGA, và cũng rất may là được bác sĩ vấn và khám cũng như điều trị cho tôi từ đó, và trong đó thì tôi được uống thuốc đau lòng VGA nghe người lớn này. Vâng, đấy em nhớ hôm đấy là tôi trực tiếp công ty đấy ạ. Đúng rồi. Vâng. Cái hôm đó là tôi trực tiếp sang công ty đấy. Vâng. Thì tôi vì là tôi không tin tưởng công ty lắm, vì là tôi thấy trên mạng cho nên là chỉ những người quảng cáo cho nên tôi chưa tin tưởng. Vâng. Cho nên tôi nghĩ bỏ ngay Nam Định đây thôi, thì từ Thái Bình sang Nam Định nó không có xa. Vâng. Cho nên là tôi tranh cái phủ lúc mà cảm thấy sức khỏe được thì là tôi nhờ anh tôi đi chở sang. Vâng. Đi sang tận công ty thì cũng rất may là sang nơi này gặp luôn được mình từng tí thuốc cắt cho tôi ba loại thuốc này. Thứ nhất là cái cao lỏng PGA, hai người lớn này. Vâng. Thứ hai nữa là siro PGA tiên tùy ý chí này. Vâng. Thứ ba nữa là bát tiên truyền thọ. Vâng. Thì ba cái sản phẩm này là tôi sử dụng trong 5 tháng, từ tháng 8 năm 2018 đến hết tháng 2 năm 2019 thì là tôi cảm thấy là khỏe hoàn toàn. Tôi dùng được đúng một tuần thì là bắt đầu tôi ho. Trước đây tôi mặc dù tôi khó thở như vậy nhưng tôi vẫn không ho. Đấy, đặc biệt là tôi không uống thuốc, không uống rượu. Đấy, nhưng mà không ho. Đấy, khó thở như vậy nhưng không ho. Nhưng khi dùng thuốc được khoảng một tuần thì bắt đầu tôi ho. Tôi ho và mọi người tưởng tượng là cái cốc ta vẫn gọi cái tên gọi là cái cốc Liên Xô. Tôi một đêm tôi ho từ 11 giờ đêm cho đến khoảng 3 giờ sáng là tôi khạc ra khoảng tầm này đâu. Đấy, trong cái đầm đó thì nó không phải là đầm xanh, đầm đặc, đầm đen như mọi người khác, mà cái đầm tôi nó chỉ là cảm tưởng nó là đầm thôi, cái nó trong vắt, vì tôi không uống thuốc cho nên là tôi nghĩ là tôi uống thuốc cho nên là nó không có đầm mà. Đấy. Thế thì cứ như vậy trong một tuần liền, và khi cái cơn ho nó lên người nó mệt mỏi, lúc đầu đó tôi cảm thấy nản, tôi bảo cứ ho thế này mãi thì sức mình đã gầy yếu như thế này thì chịu làm sao được. Nhưng rồi thì được dược sĩ vẫn thường xuyên điện đến và thăm hỏi cũng như động viên, và tôi cũng có thêm niềm tin. Đấy, và tôi tiếp tục tiêu dùng và dùng đúng trong 5 tháng thì cho đến bây giờ là tôi cảm thấy rất là khỏe. Và thật sự là tôi cảm thấy được khỏi hoàn toàn.
và sau khi tôi dùng được khoảng 2 tháng thì tôi cảm thấy là rất là có hiệu quả rồi. Lúc đó tôi đã giới thiệu cho chị gái tôi đấy là chị Nguyễn Thị Nga, hiện nay là chị đang cư trú tại thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Đấy, và chị tôi cũng đã được từ chị thì đến bây giờ thì cái tình trạng của chị tôi thì cũng đã dần có phát triển, có chiều hướng là tốt. Đấy, và tôi mong rằng là trong cái lần này được sang thăm lại công ty cũng như là dẫn chị tôi sang thì tôi mong rằng là công ty sẽ phát triển tốt hơn nữa và có thể điều trị, tìm mọi cái phương thức để điều trị được thêm nhiều bệnh hơn nữa cho những người bệnh nhân không cứ là như tôi và còn rất nhiều bệnh nhân khác. Theo đông y, hen phế quản được gọi là chứng háo suyễn, biểu hiện đặc trưng là xuất hiện các cơn hen, cơn khó thở do khí quản bị co thắt kèm theo ho. Căn cứ vào triệu chứng của bệnh, đông y chia hen phế quản thành hai thể bệnh gồm thể lãnh háo hay còn gọi là hen phong hàn. Bệnh tăng khi nhiễm lạnh, thường phát vào mùa đông, bệnh càng tăng khi càng lạnh, triệu chứng đờm loãng, trong. Và thể nhiệt háo hay còn gọi là hen phong nhiệt. Bệnh tăng khi nhiễm nóng hay tái phát vào mùa hè, triệu chứng đờm đặc, vàng hoặc xanh. Khi phân biệt rõ được tính chất của bệnh, sử dụng đúng thuốc thì hiệu quả điều trị sẽ rất cao. Đông y có bài thuốc Thang Ma Hạnh Thạch Cam là bài thuốc nổi tiếng từ thời xa xưa, được các cổ nhân tin tưởng sử dụng và lưu truyền cho đến ngày nay. Bài thuốc có công dụng giúp giải cảm hàn, thông phế, bình suyễn, giúp thông thoáng đường thở cho người ho hen. Cao lỏng hen người lớn TQA được sản xuất ứng dụng từ bài thuốc Thang Ma Hạnh Thạch Cam có tác dụng vô cùng hiệu quả đối với những người bị khó thở, thở khò khè, hen suyễn, hen phế quản mãn tính, hen do dị ứng thời tiết và giúp dự phòng cơn hen tái phát. Bài thuốc gồm có 8 thành phần dược liệu thiên nhiên quý hiếm như hạnh nhân, cam thảo, thạch cao sống, bách bộ, cát cánh, hoàng cầm, nhân sâm và đương quy. Trong đó, hạnh nhân có tác dụng chỉ khái, bình suyễn, tốt cho người bị ho do phong hàn hoặc phong nhiệt, ho suyễn do phế nhiệt. Bách bộ có tác dụng rất tốt đối với những người bị lao phổi. Cát cánh giúp thông khí phế, tiêu đờm, tốt cho người có đờm hôi tanh, viêm đau họng, hen suyễn, tức ngực và khó thở. Hoàng cầm giúp thanh nhiệt, táo thất, cầm máu là thuốc bổ rất tốt với những người bị cảm mạo, phế nhiệt, ho, viêm phổi và viêm phế quản. Cam thảo giúp đào thải độc tố rất mạnh. Ngoài các dược liệu có tác dụng đặc trị và gốc bệnh thì cao lỏng hen người lớn còn có thêm thành phần của nhân sâm và đương quy, không những giúp đại bổ nguyên khí, sinh tân an thần, bổ tỳ ích phế, bổ huyết, hoạt huyết mà còn giúp ôn hòa tính nóng, cân bằng âm dương, giúp cơ thể điều tiết và đào thải độc tố rất tốt, rất phù hợp cho những người mắc bệnh thể hen phong nhiệt. Đồng thời giúp cơ thể của người bệnh đỡ mệt mỏi hơn, nhất là đối với người lớn tuổi. Khác hơn với các sản phẩm khác bên ngoài của cao lỏng hen người lớn là ở bí quyết sao tẩm bí truyền của 17 đời dòng họ Lương Y Vũ Duy. Với bí quyết này, không chỉ giúp làm giảm độc tính của các vị thuốc mà còn giúp nâng cao công hiệu, dẫn thuốc vào đúng ổ bệnh. Từ đó, người bệnh sẽ giảm nhanh được các triệu chứng, cơ thể phục hồi rất tốt. Khi hết liệu trình sử dụng thuốc, người bệnh sẽ không còn khó thở và các biểu hiện của bệnh hen xuất hiện nữa. Cao lỏng hen người lớn được Hội đồng Khoa học của Công ty Cổ phần Dược phẩm PQA nghiên cứu và sáng tạo, phát triển hoàn toàn từ bí quyết gia truyền, thuốc cổ phương với công thức khác biệt, đẳng cấp cách biệt. Cao lỏng hen người lớn có đầy đủ giấy chứng nhận của Bộ Y tế về an toàn vệ sinh thực phẩm, giấy phép quảng cáo kinh doanh và được lưu hành rộng rãi trên toàn quốc.